dự báo giá tiêu ngày 28 tháng 5 năm 2024 cung giảm, có thể neo giá ở mức cao. Trên thị trường thế giới, cập nhật giá tiêu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, IBC, thời điểm trạng sáng nay, dầu Việt Nam cho thấy, giá giao dịch tiêu đen Lam Indonesia, giá thu mua tiêu đen Brazil Asta 570 và giá tiêu đen Chin, Malaysia Asta duy trì ổn định, giá tiêu trắng. Indonesia giao dịch ở mức 7.179 đô la tấn. Giá tiêu đen Brazil Asta 570 giao dịch ở mức 5.000 đô la tấn. Giá tiêu đen Malaysia Asta duy trì ở mức 4.900 đô la tấn. Giá tiêu trắng Malaysia Asta 7.300 đô la tấn. Giá tiêu các loại trên sàn Kochi, Ấn Độ đi ngang so với hôm qua. Trong đó loại gale giao dịch khớp ở mức 60.600 rút 100 kg loại Ungale ở mức 58.600 rúp 100 kg. Trong những tuần gần đây, các cơ quan khí tượng toàn cầu đã báo cáo về khả năng xuất hiện hiện tượng thời tiết La Nina ngày càng tăng vào khoảng tháng 6 đến tháng 8 năm 2024. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cây trồng ở các quốc gia Nam Á, trong đó có Hồ tiêu. Dự báo giá tiêu ngày 28 tháng 5 năm 2024 do nguồn cung khang hiếm nên giá loại nông sản này dự báo vẫn có thể giữ được mốc 119.000 đến 120.000 đồng kg. Những năm qua, giá tiêu duy trì ở mức thấp kéo dài khiến diện tích sụt giảm. Đây là một trong những nguyên nhân chính để giá tiêu tăng cao thời gian gần đây. Ngoài ra còn có tác động của tình hình thời tiết khô hạn tháng 4 vừa qua ở khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Tình trạng thiếu container rỗng đã đẩy giá cước vận tải biển tăng trung bình khoảng 30% trong những tuần qua và dự kiến còn tăng tiếp, khiến giá các mặt hàng nông sản, trong đó có hồ tiêu thêm chi phí. Trước đó, giá tiêu ngày 27 tháng 5 năm 2024 tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tiếp đà tăng thêm 1.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu đắk lắc được thu mua ở mức 119.000 đồng mỗi kg tăng 1.000 đồng kg so với giá ngày hôm qua, giá tiêu chư C Gia Lai 119.000 đồng kg tăng 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua, giá tiêu đắc nông ghi nhận mức tăng 500 đồng mỗi kg, lên mức giá 119.500 đồng kg, tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu cũng tăng 1.000 đồng kg. Theo đó, tại khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu lên mức đỉnh 120.000 đồng mỗi kg, khu vực Bình Phước lên mức 119.000 đồng mỗi kg khu vực Đồng Nai cũng ở mức 119.000 đồng kg. Đáng chú ý, mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng tiêu lại hạn chế bán hàng ra. Nguyên nhân là do nhiều người vẫn hy vọng giá tiêu còn có thể tăng cao hơn nữa thời gian tới. So với thời điểm cuối tháng 4 năm 2023, giá tiêu trong nước hiện đã tăng khoảng 22%. Mức giá này cũng tăng gần 50% so với hồi đầu năm và tăng gần 65% so với cùng kỳ năm ngoái.